Eurowindow Holding, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình ngày hôm nay, 30 tháng 11 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Khai trương phòng xúc tiến thương mại Chi hội Việt Âu tại Hà Nội. Apple, Samsung đang nhắm tới Bắc Giang và Quảng Ninh. Ông lớn bán lẻ Takashimaya muốn đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Siêu dự án 2 tỷ đô la Mỹ tại Huế và tham vọng hình thành khu casino lớn nhất khu vực. Có nên đánh thuế căn nhà thứ hai? Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phương án cấp giấy chủ quyền cho hàng chục ngàn căn hộ bị treo sổ hồng. Thưa quý vị, báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho biết, nhờ vào việc tăng xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam đã có mức xuất siêu kỷ lục với trên 20 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng của Việt Nam ước tính đạt 489 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt gần 255 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 5%, còn nhập khẩu đạt trên 234 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5%. Lũy kế 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, tăng 7% và chiếm 71% tổng kim ngạch. Kim ngạch của khu vực kinh tế trong nước chỉ tăng thấp dưới 2%. Nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản hoặc công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công tăng xuất khẩu so với cùng kỳ. Trong đó, đồ điện tử, máy tính và linh kiện hay máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng là những mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng hai chữ số. Ngược lại, hàng nông lâm sản, thủy sản đều giảm xuất khẩu so với cùng kỳ, ngoại trừ gạo. 11 tháng đầu năm, xuất khẩu sang các thị trường EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản đều giảm, từ 3% đến 10%. Riêng xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc vẫn tăng trưởng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng, với kim ngạch đạt gần 70 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 43 tỷ đô la Mỹ, tăng 16%. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 11, Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Âu đã tổ chức lễ khai trương phòng xúc tiến thương mại Chi hội Việt Âu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho chi hội bằng việc từ nay các doanh nghiệp đã có một nơi trưng bày hàng mẫu, một sân chơi rộng lớn để gặp gỡ giao thương giữa các nhà sản xuất, các chuỗi siêu thị trong và ngoài nước. Buổi khai trương có sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Vinnikov Konstantin Vasilievich, trưởng đại diện thương mại Nga, ông Vyacheslav Nikolaevich Harinov, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt Nam Nga, ông Ivanov Sergei Palovich, cùng đại diện Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Nam, các doanh nghiệp khách mời, thành viên của Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Âu. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều cho biết, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong cái lúc mà cái hoạt động kinh tế nó đang rất khó khăn thế này, đặc biệt là cái hiệp định thương mại tự do với châu Âu chúng ta đang triển khai nhưng cũng còn khó khăn là do cái đại dịch Covid gây ra. Thì bây giờ doanh nhân của chúng ta tập hợp nhau lại, của hội tập hợp nhau lại để mà giới thiệu với nhau về các cái sản phẩm và trao đổi với nhau về cung cách đón nhận và phát triển cái hoạt động kinh doanh của chúng ta như thế nào khi mà cái hiệp định đã ra đời có hiệu lực và chúng ta chuẩn bị một cái tâm thế để vươn ra nước ngoài như thế nào. Về phía doanh nghiệp, bà Nga Dubai, đại diện cho các doanh nghiệp có gian hàng trưng bày, đã bày tỏ niềm vui khi từ nay đã có một không gian trưng bày hàng mẫu, một nơi gặp gỡ giao thương giữa các nhà sản xuất, các chuỗi siêu thị trong và ngoài nước. Từ đó tạo cơ hội quảng bá các thương hiệu Việt rộng rãi tới nước ngoài, đồng thời mang hàng chất lượng cao từ thế giới đến với người tiêu dùng trong nước. Để cho hàng hóa Việt Nam được đi xa thì cần phải có những đơn vị là những người kết nối tổ chức những cái hoạt động để mà chúng để tất cả các doanh nhân có cái một cái nơi và có những thông tin, bởi vì thực sự là chúng ta thiếu rất là nhiều thông tin, bởi vì lúc trước thì mình cũng ở xung quanh Việt Nam và UAE thì thực sự là những cái thông tin như thị trường UAE là một thị trường rất là mạnh, thế nhưng mà mọi người không biết đến, cho nên là chúng ta cần phải có những đơn vị như thế này để kết nối và cung cấp thông tin, chuyển cái thông tin đến kết nối giữa nhà nước và doanh nhân để mà chúng ta có được những con đường thông suốt.
Tại buổi lễ, việc ký kết hợp tác giữa đại diện Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Âu cùng với các đại diện đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, chuỗi liên doanh MyPrice và Hiệp hội Xuất khẩu Âu Mỹ cũng đã được thực hiện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của Chi hội, hứa hẹn mang lại những đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà trong thời gian tới. Theo hãng tin Reuters, Apple đang đa dạng hóa hoạt động sản xuất để giảm thiểu thiệt hại do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây ra. Và mới đây, theo yêu cầu của Apple, Foxconn sẽ chuyển việc sản xuất iPad và MacBook sang Việt Nam. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khuyến khích các công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc và xem xét cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm cho các đối tác ở quốc gia này mà Mỹ cho là có nguy cơ an ninh quốc gia. Trước những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, một số nhà sản xuất Đài Loan đã chuyển hoặc đang xem xét chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam, Ấn Độ hoặc Mexico. Foxconn đang xây dựng một nhà máy tại tỉnh Bắc Giang, dự kiến đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2021. Nhà máy này sẽ chứa dây chuyền lắp ráp máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook của Apple. Theo Reuters, một số đơn hàng từ nhà máy Trung Quốc sẽ được chuyển sang dây chuyền mới này. Trong ngày 27 tháng 11, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cũng đã đến khảo sát tại khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời khẳng định với điều kiện giao thông phát triển, kết nối quốc tế thuận lợi, môi trường đầu tư kinh doanh tốt, Quảng Ninh sẽ là đích đến của Samsung trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo tờ Nikkei Asia, sau khi thâm nhập vào thị trường bán lẻ Việt Nam thành công, tập đoàn kinh doanh bách hóa thương mại hàng đầu Nhật Bản Takashimaya đã lên kế hoạch chuyển hướng phát triển sang bất động sản và lấy bất động sản làm động lực tăng trưởng tiếp theo của tập đoàn. Takashimaya cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài khoảng 20 tỷ yên trong vòng 3 đến 4 năm tới, phần lớn tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Công trình tại Hà Nội hiện nay là dự án bất động sản nước ngoài đầu tiên mà tập đoàn tham gia đầu tư và theo dõi từng bước trong quá trình thực hiện. Takashimaya dự kiến sẽ đầu tư vào thương mại và khu văn phòng tại Starlake trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, cùng với hai dự án thương mại quy mô lớn tại Hà Nội. Đồng thời, tập đoàn sẽ thực hiện cải tạo khu nhà phức hợp tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong thời gian tới. Năm 2016, Takashimaya khai trương trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam và hợp tác với nhiều thương hiệu Nhật Bản. Theo Nikkei Asia, tập đoàn này đã từng bước xây dựng mối quan hệ với các khách hàng để thu hút khách thuê chung cư, tận dụng lợi thế này để cạnh tranh với các tòa nhà khác. Cho đến nay, tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản là ưu tiên hàng đầu bởi các cửa hàng bách hóa của Takashimaya đang đối mặt với những thách thức từ các đối thủ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Cùng với lưu lượng khách du lịch đến Nhật Bản chậm lại ngay cả trước giai đoạn đại dịch, Takashimaya cũng đã thâm nhập vào lĩnh vực phát triển bất động sản tại Nhật Bản và các loại hình bất động sản khác ở thị trường nước ngoài lại lớn hơn so với thị trường trong nước. Đặc biệt, thị trường Việt Nam cũng được đánh giá cao trong những năm gần đây, trong đó GDP tăng ở mức 7% năm thứ hai liên tiếp năm 2019. Việt Nam cũng được ghi nhận là một trong số ít quốc gia tăng trưởng dương năm nay nhờ vào các biện pháp chống dịch hiệu quả. Chủ tịch Takashimaya, ông Yoshio Murata khẳng định vẫn còn nhiều dư địa để chúng tôi mở rộng các danh mục đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn, dự án chung cư cao cấp, sổ hồng lâu dài cho từng căn hộ được đầu tư chuyên nghiệp, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp mọi tiện ích nghỉ dưỡng đỉnh cao, kiến tạo nên một không gian sống an toàn, đẳng cấp. Antara Residence Quy Nhơn, đánh thức nàng tiên. Tọa lạc giữa vị trí vàng 76 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Antara Residence hiện diện đầy tự hào và kiêu hãnh. Đây cũng là dự án chung cư cao cấp duy nhất đang hoàn thiện và dự kiến bàn giao cho cư dân thành phố biển xinh đẹp vào quý 1 2021. Antara Residence Quy Nhơn có 479 căn hộ với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Thực hiện sứ mệnh nâng tầm chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân thành phố biển, Antara Residence Quy Nhơn đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, sinh lời tối ưu cho cả những khách hàng có nhu cầu ở thực và những nhà đầu tư đang kiếm tìm ngôi nhà thứ hai ven biển.
Dự án khu du lịch Laguna Lanco của tập đoàn Biantry làm chủ đầu tư với số vốn 875 triệu đô la Mỹ vừa xin nâng mức đầu tư lên 2 tỷ đô la Mỹ nhằm mở rộng quy mô tổ chức hoạt động kinh doanh casino tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lanco. Đây là dự án FDI lớn nhất tại Thừa Thiên Huế hiện nay. Dự kiến sau khi tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ đô la Mỹ và bổ sung hoạt động kinh doanh casino, dự án khu du lịch Laguna Lanco của tập đoàn Biantry sẽ đóng góp ngân sách Thừa Thiên Huế là 245 triệu đô la Mỹ mỗi năm kể từ năm 2021. Đây là dự án casino đầu tiên của tập đoàn này tại Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trên toàn thế giới đến với Huế mỗi năm. Dự án đã đưa vào vận hành khách sạn Angsana Lanco với 229 phòng, trong đó có 100 phòng có hồ bơi riêng, sân golf 18 lỗ với số vốn đầu tư 230 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, dự án có quy mô gần 30,2 ha, vốn dự kiến là 790 triệu đô la Mỹ, gồm 2 khách sạn 5 sao với 1.000 phòng, trung tâm thương mại cao cấp, casino, 1.653 biệt thự. Hiện tại đã đầu tư gần 300 triệu đô la Mỹ, gồm khách sạn 5 sao 300 phòng, phòng hội nghị, 50 cửa hàng bán lẻ, 249 căn biệt thự. Cho đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khu Laguna Pass với tổng vốn đầu tư đã thực hiện là hơn 40 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn 2021 đến năm 2025, với quy mô 12,46 ha, vốn đầu tư là 292,9 triệu đô la Mỹ, gồm 2 khách sạn 5 sao với 900 phòng, 250 biệt thự để bán. Giai đoạn 2026 đến 2030, quy mô là 58,4 ha với vốn 707 triệu đô la Mỹ, gồm 2 khách sạn 5 sao, 1.000 phòng và 315 biệt thự để bán. Thưa quý vị, theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, nhu cầu nhà ở trong tương lai ngày một lớn, xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai của người dân tiếp tục tăng nên cần đánh thuế để tránh đầu cơ. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, tỷ lệ dân số đô thị hiện khoảng 40% và sẽ tăng lên khoảng 45% vào năm 2030, đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị. Nhu cầu mới về nhà ở sẽ tiếp tục tập trung ở một vài thành phố lớn, các khu công nghiệp. Ngoài ra, để hoàn thiện hơn chính sách thuế và phí bất động sản nhằm điều tiết thị trường hiệu quả hơn, cần xem xét các mức thuế được điều chỉnh theo vùng miền, đồng thời điều chỉnh mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho phù hợp với thông lệ quốc tế từ 0,2 đến 1% và đồng bộ hóa chính sách thuế phí bất động sản gắn với thuế phí đất đai, luôn tính đến yếu tố địa phương, vị trí, thị trường và cần cập nhật thường xuyên hơn. Đặc biệt tại Việt Nam vẫn chưa đánh thuế bất động sản nhà ở thứ hai, thứ ba. Chính vì vậy, ông Lực cho rằng cần nghiên cứu có chính sách thuế bất động sản thứ 2, 3 để góp phần giảm đầu cơ, tăng thu ngân sách. Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết từ nay đến năm 2030, xu hướng bất động sản xanh, đô thị thông minh, đa tiện ích kết hợp với hạ tầng đồng bộ, cùng với đó là sự hạn chế nguồn cung đất trung tâm sẽ tạo ra xu hướng phát triển bất động sản ngoại thành, lân cận, từ đó kéo theo phát triển hạ tầng cơ sở. Ngoài ra, xu hướng second home tiếp tục tăng, vấn đề nhà ở xã hội sẽ được quan tâm hơn và dự kiến tiếp tục đưa vào thành mục tiêu chính thức trong chiến lược phát triển nhà ở sắp tới, công nghệ bất động sản sẽ phát triển nhanh. Thưa quý vị, hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất là 27.709 căn nhà thuộc 63 dự án bị treo sổ hồng và 88,4% số này có chủ đầu tư là các doanh nghiệp thuộc top đầu của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàn vừa có kết luận chỉ đạo liên quan đến việc xác định diện tích đất ở, cấp sổ hồng, trách nhiệm quản lý công trình công cộng tại các dự án xây dựng nhà ở chung cư. Theo Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, đối với các dự án xây dựng chung cư trên địa bàn có thể chia thành hai loại để đề xuất phương án giải quyết. Loại thứ nhất, các dự án chung cư có tính chất biệt lập, chỉ có một số hạng mục công trình khép kín thì toàn bộ diện tích đất dự án được xác định là đất ở để thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Loại 2, các dự án lớn có nhiều hạng mục phục vụ công cộng, ngoài diện tích đất xây dựng công trình chung cư còn có các công trình tiện ích khác thì diện tích đất xây dựng chung cư để thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận được xác định theo cơ cấu sử dụng đất của dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch và có thể chia thành 3 nhóm.
Trong đó, nhóm thứ nhất, nhóm đất xây dựng nhà ở, đất xây dựng chung cư, phải thu tiền sử dụng đất 100% diện tích phân bổ đất, cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư đủ diện tích đã đóng tiền sử dụng đất ở và nhà nước không quản lý diện tích này. Nhóm 2, nhóm đất xây dựng công trình công cộng, nhà nước lập thủ tục quản lý, sau đó mới quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có giải pháp cho thuê. Nhóm 3, nhóm đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn thành để bàn giao cho nhà nước quản lý theo quy định. Đối với phần diện tích này, sẽ không thu tiền sử dụng đất và không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về phương thức xử lý, trước mắt tập trung tháo gỡ, giải quyết đối với các dự án trọng điểm, có nhiều hộ dân, chủ đầu tư bức xúc. Đối với các dự án mới bắt đầu triển khai, các đơn vị tham mưu phải xác định rõ, cụ thể ngay từ đầu từng loại đất xây dựng công trình nhà ở chung cư và các công trình khác để làm cơ sở thu tiền sử dụng đất ở và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay là thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ email banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.